ba tôi tên là ông Lù, mà ông là ông ba, ông thứ ba người ta kêu ông là Ba Lù. Là Ba Lù, hết cà phê Ba Lù. Quán cà phê vật Ba Lù có lịch sử lâu đời ở quận 5, nằm trong chợ Phùng Hưng. Nếu tôi uống cà phê sáng, khách hàng phải dừng xe ở cổng chợ rồi đi bộ vào. Sự ồn ào của chợ, nóng nực của mùa hè kéo chân người ta vào tận trong quán. Không gian bán cà phê ở đây khá nhỏ, khách không quen cùng ngồi chung một bàn là chuyện thường. Vị cà phê của người Hoa khá nhẹ, thơm và hơi ngậy, dễ làm người thưởng thức bằng lòng. Từ đại ba tôi nha, là đã có quán cà phê rồi, là cách đây 60 mấy năm, là ba lập nghiệp, ba ở bên Trung Quốc qua. Ba tôi á là bắt đầu là bán cà phê là 10 mấy tuổi. Nếu mà ba không mất, ba tôi không mất là năm nay 80 mấy tuổi. Chuyện tới đời tôi là đời thứ hai, quán mở từ 2 giờ sắc khuya tới 5 giờ chiều. Tại vì chợ á, mấy người bạn hàng uống, hàng thịt, hàng cá, hàng thức ăn uống, ta sáng người ta lại ta uống, người ta mối mỗi ngày. Bà Trương Thị Hoàng cùng người thân trong gia đình vẫn trung thành với cách rang cà phê lối cũ bằng phương pháp thủ công khá vất vả. Vào buổi chiều chợ vắng hơn, bà Hoàng cùng cháu trai xếp củi nổi lửa rang cà phê ngay giữa chợ. Trong quá trình rang phải đảo tròn, thi thoảng hất mạnh chảo ống để hạt cà phê được đều lửa. Cà phê của quán Ba Lù được pha trộn giữa Robusta và Mocha, thêm muối và bơ khi rang. Chừng một tiếng khói chuyển trắng cũng là lúc nẻ rang đã xong, cà phê được đổ ra tấm vải bố đã trải sẵn. Lúc cà phê còn nóng, bà Hoàng nhanh tay đổ rượu lên và đảo đều. Bà lý giải, làm vậy cà phê mới không chát và dậy mùi thơm. Vì phương pháp thủ công lại là ngoài trời, nên cách rang sẽ được điều chỉnh theo thời tiết. Ví dụ ngày ít gió, lửa sẽ yếu và lâu chín, nhiều gió lửa to, màu chín hơn, v.v. Tất cả đều phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền trong gia đình. Sau hơn 30 năm học hỏi và làm, bà Hoàng đã có thay đổi, điều chỉnh vị cà phê khác hơn xưa một chút để phù hợp thị hiếu người uống. Có thay đổi, bơ bỏ nhiều một chút. Tại đời ba của tôi á, là bỏ bơ là hồi gan cái chảo của ba tôi á 6-7 kg, là bỏ có nửa hũ bơ. Bây giờ đời tôi là tôi gan khoảng 10 kg, tôi bỏ một hũ bơ cho nó đậm đà thêm, cho nó thơm. Bây giờ bán đắt lắm, bây giờ cà phê này nổi tiếng á, nhiều người tìm đến. Ngày xưa thì 2 tuần một ba mẻ, bây giờ 1 tuần 3 mẻ. Ngày xưa là khách mấy ông cụ vài cụ xưa uống theo kiểu xưa, bây giờ là có giới trẻ tìm đến uống cà phê cổ. Khách du lịch tìm đến nhiều, khách Tây nhiều lắm. Khách Tây họ tìm đến, họ coi trên mạng á, mua cà phê bột có nè nha, mua đem về có nè, ở đây uống cũng có nữa. Cùng giúp bà Hoàng bán cà phê có ông Trung Quốc Hùng, cũng là con của ông Ba Lù. Mỗi sáng ông Hùng dậy trễ hơn phục vụ pha cà phê từ khoảng 5 giờ sáng và đứng pha tới khi quán kết thúc ngày làm việc. Tôi là con trai thứ hai của ông Ba Lù. Tôi nói nghiệp trai gần 33 năm, 13-14 tuổi là theo cha ra bán rồi. Hồi đó gia đình nghèo lắm, hồi đó là mà cha không có cho pha đâu. Sau này ông yếu rồi, ông mới chỉ thôi, ông cho pha thử 1-2 lần rồi mình mới rút được kinh nghiệm. Mấy người nhờ lớn tuổi rồi, nhỏ rồi là đây uống của ba mình pha lúc đó. Bây giờ cũng lại là uống cà pha cà phê của mình cũng thấy vui lắm. Một ngày pha khoảng chừng 60-70 ly à, bán bình quân vậy, thường ngày vậy. Thì còn nóng thì mình chọn đá, nhưng mà nên chọn uống nóng ngon hơn uống đá. Uống đá thì nó nước đá sẽ là làm loãng cái vị cà phê hết. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Về không gian ở quán thì ở đây là một khu chợ nên thành ra khá náo nhiệt, mình cảm thấy thú vị. Cái không gian này vừa đủ để cho mình nhìn mọi người làm việc và có thể thưởng thức ly cà phê. Hương vị cà phê ở đây là khá nhẹ so với lại cà phê phin. Và nếu mà uống nóng thì có vẻ sẽ dễ chịu hơn. Tại vì độ nóng vừa đủ làm cho hương cà phê nó giữ lâu hơn và mình có thể thưởng thức cái hương vị cà phê tốt hơn. Mình cũng hay đi uống cà phê nhiều quán, nhưng mà cái quán này thì đặc biệt có một cái là nó giống như là nó ngon hơn cái cảm giác uống mấy cà phê kia, nó giống như cà phê gói, cà phê pha bình thường đó, thì nó khác cái vị. Mà lúc mà mình uống thì mình cũng nghe được cái vị cà phê, nó nghe cái vị cà phê, còn cái vị muối thì mình không nghe luôn. Tại
mình được biết là cái công dụng của muối nó chỉ để làm cái vỏ nó dễ tách ra, với lại nó át cái mùi chát của cà phê. Còn cái bơ thì nó làm cho mình cái mùi vị của nó đậm.